Đó, thầy cho chúng ta lại gặp lại nhau trong phần livestream lần thứ hai của môn văn, đúng không? Kỳ trước thì chúng ta đã tìm hiểu tác phẩm của A Phủ, thì thầy rất là mừng vì cái lượt like và share và tương tác các bạn rất là tốt. Rất nhiều câu hỏi các bạn đã gửi về và câu hỏi đó hay á, rất là hay. Thể hiện các bạn cũng có một cái nhận thức là sâu vào tác phẩm này, đúng không ạ? Thế thì chắc có lẽ là trong cái mùa dịch này chúng ta là ý thức học tập chúng ta là tăng cao lên, và chúng ta có cái sự lo lắng nhất định cho kỳ thi này, cho nên các bạn cũng rất là chú ý, đúng không ạ? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vô tác phẩm vở nhạc của nhà văn Kim Lân. Thế thì cũng giống như mọi khi thôi, một cái bài như vậy thì sẽ chia nó làm 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ nói qua những vấn đề trọng tâm của tác phẩm. Thứ hai là có một cái review là cái đề thi, đúng không ạ? Và cuối cùng là cái phần lớn nhất, dành thời gian nhiều nhất, đó chính là chúng ta sẽ có cái sự tương tác với nhau qua việc các bạn đặt câu hỏi, và các thầy cô đã sẽ tổng hợp lại và thầy trả lời trực tiếp trên cái livestream của các bạn ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vô cái phần 1 các bạn nhé. Một số vấn đề trọng tâm của tác phẩm này chúng ta làm việc với nhau á, nó sẽ rơi vô ba nhóm vấn đề lớn. Thứ nhất là thầy sẽ nói với các bạn về cái ý nghĩa nhân đề của tác phẩm này. Thứ hai là các nhân vật chính, được không ạ? Và thứ ba là cái giá trị của tác phẩm, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta để vô cái phần đầu tiên, đó là cái ý nghĩa nhân đề của tác phẩm này, được không ạ? Thế thì cái nhân đề này nó độc đáo. Trong chương trình lớp 12 của chúng ta có một số tác phẩm có nhân đề chúng ta phải tìm hiểu đó. Ví dụ như vở nhạc, ví dụ như là chiếc thuyền ngoài xa, ví dụ như là những đứa con trong gia đình, thì vở nhạc phải nói là một cái nhan đề rất ấn tượng độc đáo. Trong tiếng Việt chúng ta chỉ có từ là lấy vợ nè, từ cưới vợ, chứ không ai dùng từ nhặt vợ hay vợ nhặt cá. Thế thì phải nói đây là một cái sáng tạo đặc sắc của Kim Lân. Thế thì qua cái nhan đề ta thấy được điều gì? Thứ nhất là ta thấy được đầu tiên là cái thân phận bị rẻ rúng đến cùng cực của người phụ nữ trong cái thời điểm nạn đói 1945. Lúc bấy giờ ta hình dung ra nếu mà là nhặt vợ thì người phụ nữ lúc bấy giờ giống như là một món hàng, đúng không ạ? Giống như một món đồ vật có thể nhặt về. Cái tình cảnh này hết sức là bi thảm. Nhưng từ cái nhan đề đó ta thấy được Kim Lân không chỉ tạo ra một cái từ độc đáo, mà Kim Lân còn có một cái nhìn rất nhân đạo đối với số phận con người khi tái hiện lại điều đó. Và chính cái nhan đề này nó khiến chúng ta tò mò hơn, nó kích thích chúng ta đến tác phẩm này, đúng không ạ? Bây giờ ta nói cái phần thứ hai là các nhân vật của tác phẩm. Trong tác phẩm này có ba nhân vật chính và quan trọng. Nhân vật thứ nhất là nhân vật chắc chắn là tên tác phẩm là vợ nhạc, thì nhân vật quan trọng hàng đầu phải là người vợ nhạc. Thứ hai là cái người nhạc cô về chính là anh Trà, và thứ ba là cái người đồng ý tiếp nhận cô và gia đình chính là bà Cục Tứ. Thế thì ta lần lượt ta đi từng cái một các bạn nha. Thế thì đầu tiên thì thầy xin phép để nói về nhân vật Trà, được không ạ? Ở đây có bạn comment hỏi là sao lại nói nhân vật Tràng trước. Nhân vật Tràng này quan trọng vì anh ta chính là chủ thể của hành động đó, còn người vợ nhạc là đối tượng của hành động thôi, đúng không ạ? Thế thì nhân vật Tràng này có cái điểm gì các bạn phải chú ý, hai đặc điểm thôi. Thứ nhất là Tràng là một người rất là cởi mở và nhân hậu. Không các bạn có chú ý là tác giả miêu tả anh Tràng thì có hơi cái vẻ gì đó rất là lớn ngơ, ví dụ vậy. Nhưng mà thú vị nhất là anh Tràng gặp phụ nữ thì cực kỳ mau mồm mau miệng và rất là hay, biết hò đàng hoàng tử tế nhé, bằng một câu hò rất là thú vị, muốn ăn cơm trắng mấy giờ để mà đẩy xe bò với anh, đúng không ạ? Và cái sự cởi mở của anh Tràng đã giúp cho anh đến gần hơn với người vợ nhà, với thị. Và sau đó thì gặp lại thị lần thứ hai thì anh đã mời thị ăn bánh đúc, đúng không ạ? Và đặc biệt hơn là sau đó thì anh đã dắt cô về nhà, dắt cô về nhà. Chắc các bạn đừng bao giờ quên cái bất ngờ của nhiều đối tượng khi mà Tràng nhặt người vợ nhặt về. Nhưng cái độc đáo nhất là trong cái hành động mà anh Tràng nhặt thị về, ta sẽ thấy một điều rất quan trọng là anh là một người luôn khát khao hạnh phúc gia đình và rất có ý thức xây dựng hạnh phúc gia đình. Điều đầu tiên là tuy cái việc mà anh cưới vợ á, nó không có đàng hoàng về nghi thức, nhưng mà rất hay ở chỗ là đem người vợ nhặt về nhà thì trước đó anh đã sắm sửa cho cô một số thứ cần thiết. Thứ hai
là các bạn cũng đừng bao giờ quên là trên đường về nhà thì Tràng có một câu suy nghĩ rất độc đáo, bạn nhớ gì không ạ? Các bạn thử nhớ coi, có hai chữ thôi, rất là thú vị. Đâu ai nói cho thầy xem nữa, coi này, đây, đây, coi coi, coi nói này xem không? Các bạn nhớ thì có cái lời thoại nào rất là hay trong suy nghĩ của Tràng, rất là hay. Cái lời nào ạ? Đúng rồi, chính xác, đúng rồi, đây có bạn comment đây này, đó là chật kệ, đúng rồi. Anh Tràng có lo là cái thân mình không biết có nuôi nổi hay không, mà bây giờ lại đèo bồng thêm người đàn bà. Nhưng mà thôi, chật kệ, qua hết. Tất cả đều không bằng cái khát khao có được mái ấm gia đình và hạnh phúc gia đình các bạn ha. Chú ý nhiều đó. Đặc biệt nhất là các bạn đừng quên là trong cái buổi sáng hôm sau thì anh Tràng đã thức dậy. Và các bạn cũng phải nhớ cho thầy được những cái hay nhất khi nhà văn Kim Lân đã miêu tả cái trạng thái thức dậy của Tràng bằng những cái cặp từ rất là thú vị. Ấn tượng, ví dụ như là gì ạ? Đầu tiên tỉnh dậy thì Tràng thấy là gì ạ? Êm mái lững lơ như từ giấc mơ đi ra. Sau đó khi nhìn thấy mọi vật trong nhà đã có sự thay đổi bởi vì được dọn dẹp sạch sẽ, người vợ nhà cũng đã có những thay đổi không còn chỏng lỏng chao chát như hôm qua, thì anh Tràng sẽ có những cảm giác, ví dụ như là, đó là gì ạ? Vui sướng phấn chấn, đó là thấm thía cảm động. Và với gia đình thì anh ta cảm thấy thương yêu gắn bó hơn. Từ đó anh Tràng thấy nhà mình đã trở thành tổ ấm và anh ta thấy mình nên người hơn khi có vợ. Đúng không ạ? Và chính những điều đó mới thấy rằng điều gì? Chính cái hạnh phúc đó, cái khát khao ấy, nó khiến cho Tràng có những cái thay đổi bước chuyển ghê gớm hơn ở phía sau. Đúng không ạ? Bây giờ, để đáp theo nguyện vọng của nhiều người comment ở đây, chắc chắn ta phải bàn về nhân vật người vợ nhà Thị. Đúng không ạ? Thế nhân vật Thị sẽ có những cái điểm gì khiến ta phải chú ý về cô? Một, cô là một cái nạn nhân rất là bi thảm của nạn đói. Cái đói đó nó khiến cho cô biến đổi cả về ngoại hình, thậm chí khiến cô có những phút giây biến chất về nhân cách. Khi anh Tràng gặp lại người vợ nhạc thì anh Tràng hoàn toàn là ngạc nhiên vì hôm nay rách rưới quá đi, quần áo rách rưới hơn, và thậm chí là những cái ngọt ngào này kia cũng còn nữa và trở nên sổ sàng, thô lỗ. Ví dụ rất nhẹ nhàng thôi, anh Trà có nói là từ từ ăn miếng dầu đã nói chuyện, rồi gọi là gạt phát luôn, ai giờ ăn không ăn dầu, để trực chỉ thẳng vào món ăn. Và khi ăn thì ăn đón nhận cái bát cám, xin lỗi các bạn, đón nhận khi bánh đúc đó cũng rất là bất ngờ. Tức là cô ta ăn cấm đầu một chặp, ăn bốn bánh đúc, ăn xong thì cầm tô đũa quệt ngang miệng và thở ra, ha, ngon. Tức là giờ ăn không kịp thở, đói quá. Và cái đói đó nó khiến người ta suy nghĩ thế này, là người vợ nhà đã ăn một cái bữa rất no bụng nhưng cực đói và dẫn cách. Đúng không ạ? Và sau đó thì người vợ nhà này đồng ý theo Tràng luôn. Chưa ai lấy vợ sướng như Tràng. Người ta lấy vợ phải là bao nhiêu mong quả, rồi bao nhiêu tất cả mọi thứ, tốn tiền bao nhiêu đã thiệt này kia. Anh Tràng chỉ cần 4 bánh đúc có được người vợ nhà về nhà, quá sung sướng. Nhưng cái giá trị nhất là người vợ nhà này cùng giống như Tràng, họ có một khát khao hạnh phúc rất là mạnh mẽ. Bên trong cái việc nhắm mắt đưa chân theo Tràng về nhà, cô thật sự cũng cần một mái ấm gia đình. Nên sáng hôm sau, cách xưng hô của cô thay đổi, những cái hành động của cô cũng thay đổi. Và các bạn đừng quên, cô chính là cái người khơi nguồn cho những thay đổi của chồng mình ở phía sau. Đúng không ạ? Nên Kim Lân rất là hay. Kim Lân tạo cho nhân vật một cái yếu tố rất là thú vị. Anh Tràng có tên, bà cụ Tứ có tên, nhưng Kim Lân không cho người vợ nhà cái tên. Kim Lân chỉ gọi cô là Thị. Nhưng cái Thị đó rất là hay. Thường thì người Việt Nam mình dùng cái từ Thị là nghe rất là nặng nề, nhưng không, đến tác phẩm này thì khác. Kim Lân dùng cái từ Thị này á, không tính đại diện. Dùng một cái từ rất là ghê gớm là Kim Lân đã sử dụng cái thi pháp nhân vật không tên. Đúng không ạ? Chính cái nhân vật không tên này nó khiến cho nhân vật mang tính đại diện nhiều hơn. Ta thấy ở đó, đó số phận người phụ nữ trong giai đoạn khó khăn, nhưng thấy ở đó cái phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong cuộc. Đúng không ạ? Trong các phần tiếp theo các bạn nhé. Rồi, bây giờ ta vô nhân vật bà cụ Tứ để kết thúc dần dần kết thúc sớm cái phần trọng tâm để chúng ta đi qua phần khác các bạn ạ. Thế nhân vật bà cụ Tứ thì có mấy yếu tố sau đây ta cần lưu tâm. Thứ nhất á,
là bà là một cái người mẹ Việt Nam điển hình. Nói như vậy có nghĩa là sao? Đó là tuy có nhiều vất vả, khó khăn, nhưng mà rất mực thương con và rất là nhân hậu bao dung. Cái điều đầu tiên là tuy rất ngạc nhiên, rất bất ngờ trước việc anh Tràng đem người vợ nhặt về, nhưng bà cũng chấp nhận cho cô vào trong gia đình của mình. Mặc dù thái độ nhận con dâu của bà rất là ai oán và đầy xót xa. Có gì cũng có thể nói kỹ hơn với nhau về những cái giọt nước mắt giấu đi của bà các bạn ha. Nhưng cái điều giá trị nhất của bà chính là gì? Cùng giống như anh Tràng, cùng giống như người vợ nhà, trong bà có một cái tinh thần lạc quan, một cái niềm tin rất là mạnh mẽ vào tương lai và hạnh phúc tươi sáng. Các bạn thấy á, là trong cái buổi cơm sáng ngày hôm sau, thì mặc dù là người gần đất xa trời, nhưng mà chính bà là người nói về tương lai nhiều nhất. Và các bạn nhớ nha, các bạn đừng bao giờ quên cái hành động của bà khi thậm chí chắc rằng mà rất đau là bà mời dâu và con trai của mình ăn chè khoáng, thực chất là cám. Cái cách nói của bà nó khiến cho dâu và con quên đi cái vui cực vất vả. Đồng thời bà cũng là cái người đã kết nối hạnh phúc lại trong cái gia đình này. Nếu các bạn có xem qua cái phần bài giảng của thầy Trinh Áp của Kiến á, các bạn thấy là thầy có nhắc mặt cái điều này với các bạn, là có lẽ về sau này người ta sẽ nói về vợ nhà như một câu chuyện cổ tích về ngày đó. Ở đó bánh đúc bốn bát thôi mà làm thành lễ vật thành hôn, rất thú vị đúng không ạ? Ở đó có một cái lá cờ đỏ tung bay giấc mơ sắp thành hiện thực, và đừng bao giờ quên một người mẹ già hiền từ như một bà tiên hiện ra để cái hạnh phúc lại với nhau, thì chính là bà cụ Tứ. Và các bạn cũng phải nhớ rằng chính Kim Lân nói bà cụ Tứ xuất hiện rất là muộn, nhưng mà chính phần bà cụ Tứ trở về là phần khiến chính nhà văn xúc động nhất. Các bạn nhớ điều đó ha. Đó, rồi. Bây giờ để xem coi. Ô, có bạn đặt câu hỏi rất là thú vị nè. Thầy nói thêm giùm em về về cách xây dựng đối thoại, nhất là nhân vật bà cụ Tứ. Ô, câu hỏi này rất là độc đáo, không biết là câu hỏi này của không biết của bạn học sinh hay thầy cô ta, nhưng mà câu hỏi rất hay. Đó, mình sẽ nói về vấn đề này. Rồi. Ồ, có người hỏi cái thú vị hơn là về cái nụ cười của Tràng. Hay nha, các bạn đọc các bạn rất là kỹ đó. Rất là ấn tượng đó nha. Rồi, xin phép các bạn để nói gút cái phần này cho xong. Và ta sẽ qua cái phần câu hỏi các bạn nha. Đó là về giá trị của tác phẩm. Thế thì như tác phẩm nào cũng vậy, nó có hai cái giá trị. Đó là giá trị nội dung và nghệ thuật. Thì với tác phẩm âm nhạc của Kim Lân, thì thứ nhất là Kim Lân đã có một cái giá trị hiện thực rất sâu sắc tác phẩm của mình, bằng cách là ông đã phản ánh cái tình cảnh rất là bi thảm của người dân Việt Nam trong cái nạn đói đó. Hình ảnh sớm mù cơ ngày đói và những cái yếu tố đó khiến cho ta lột tả được, hình dung ra được hết tất cả những yếu tố khốn khổ nhất, cùng cực nhất mà người dân Việt Nam phải chịu lúc bấy giờ. Điều thứ hai là giá trị nhân đạo của tác phẩm. Cái nhân đạo này các bạn đừng bao giờ quên. Các bạn nhớ cho cái phần cái bài livestream về A Phủ thầy nói mấy ý, tất cả các bạn nhớ không mấy ý à? Rồi nhắc cho thầy thêm nhân đạo là mấy ý tất cả sao? Ba được, năm, bốn ý trọng tâm và riêng một ý cho Bờ Nhạc và A Phủ đúng không ạ? Trong đó nhà văn Kim Lân cũng sẽ phải có tố cáo lên án, Kim Lân cũng sẽ phải có đau đớn xót xa, Kim Lân cũng phải có, đúng rồi, chính xác, trân trọng ca ngợi, và Kim Lân cũng sẽ có đồng cảm chia sẻ. Và đừng quên cả Kim Lân và Tô Hoài đều mở nhân vật một cái lối thoát, một hướng sáng để đi đúng không ạ? Còn về giá trị nghệ thuật tác phẩm này thì đừng quên cái đầu tiên đặc sắc nhất vẫn là nhan đề ấn tượng. Nhan đề là vợ nhà, thì cái nhớ là tình huống truyện sẽ là gì vậy? Nhạc vợ rất là độc đáo, giàu ý nghĩa. Và đừng quên là cách Kim Lân với tại nhân vật cũng rất là thú vị với chúng ta đúng không ạ? Rồi. Bài Vợ Nhạc là một bài cũng rất là quan trọng. Cho nên các bạn thấy là đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 á, có cái đề nè, phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn của nhà Kim Lân. Các bạn thấy không? Lúc nãy thầy làm nhân vật Tràng trước nó có lý do đàng hoàng, là chúng ta cứ nghĩ rằng nhân vật người vợ nhạc
hay bảo tôi rất quan trọng, nhưng thật ra đề thi đã có cho chàng đấy nè, đúng không ạ? Rồi tiếp theo, đề thi năm 2008 là có câu phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật bà Cụ Tứ trong Hồng Vợ Nhạc Của Kim Lân, đúng không ạ? Thế những cái đề thi này là những đề thi này rất là quan trọng. Thế nó khẳng định với chúng ta là gì? Những nhân vật đó, nhân vật Tràng, nhân vật bà Cụ Tứ, nhân vật Người Vợ Nhạc là các bạn cần chú ý với nhau, được không ạ? Rồi bây giờ đến phần trông đợi nhất. Rồi các bạn chờ chút xíu để thầy cô tổng hợp các câu hỏi lại, đúng không ạ? Và thầy sẽ trả lời một lượt với các bạn. Các bạn chờ xíu nha. Để thầy xem coi. À đúng, các bạn nhắc thầy một cái ý rất hay, chứ thầy quên. Đó là ý nghĩa đoạn kết tác phẩm. Cái rất hay. Ý này rất hay. Rồi. Rồi, thôi. Trong lúc chờ thầy cô tổng câu hỏi, thầy trả lời luôn. Cái đoạn kết tác phẩm này các bạn phải chú ý, các bạn mở rộng nó ra. Đoạn kết này phải bắt đầu từ lúc tiếng trống thuế nó vang lên. Tiếng trống nó vang lên, nó khiến cho cái tiếng quạ gào, đàn quạ bay vù lên. Từ lúc bấy giờ thì Người Vợ Nhạc mới hỏi bà Cụ Tứ là tiếng trống là trống gì. Thì bà Cụ Tứ mới trả lời Người Vợ Nhạc về trống thuốc thuế, đúng không ạ? Và lúc bấy giờ Người Vợ Nhạc đã cung cấp một thông tin rất là độc đáo là ố lạ vậy, trên mạng Bắc Giang, Thái Nguyên là không đóng thuế, thậm chí người ta còn phát kho thóc chia cho người nghèo. Lúc bấy giờ các bạn nhớ là nhân vật Tràng chúng ta đột nhiên hỏi một câu là Việt Minh phải không? Tức là Việt Minh làm điều đó phải không? Thì Người Vợ Nhạc cái này là ừ sao nhà biết. Lúc bấy giờ thì Tràng mới nhớ là cái cảnh trên đê sợ. Lúc mình đi để sẽ thóc cho liên đoàn. Mà liên đoàn lúc bấy giờ là một tổ chức của Nhật nhá, đúng không? Khi đại sẽ thóc đi như vậy, anh thấy một cái đám người ở đằng trước cầm lá cờ đỏ, anh sợ quá, anh vội vàng đẩy xe tắt đi lối khác. Lúc bấy giờ nghĩ lại việc đó, anh chàng thấy ân hận, tiếc rẻ, vẫn vơ khó hiểu. Tiếng trống nó lại vang lên, dồn dập hơn. Mẹ và vợ của anh chàng đã chạy ra ngoài rồi, đúng không? Vì anh chàng đứng lại, trong óc anh hiện lên hai hình ảnh, đám người đói và lá cờ đỏ. Dĩ nhiên tao biết rằng, chiều hướng tác phẩm đã mở theo cái lối thoát, đã mở theo cái hướng sáng, nên chắc chắn nhân vật Tràng rồi sẽ chọn nhập vào cái đoàn người với lá cờ đỏ để giải quyết cái cuộc sống mình nó tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Cái kết này là một cái kết mở theo chiều hướng tích cực, nó giống với cái kết của tác phẩm nào nhớ không, phải từng nói trong phần livestream lần trước, đó là tác phẩm đúng rồi A Phủ với hành động nào, ai nói được này với hành động nào, chính xác luôn, đúng, đó là hành động cắt dây trói của A Phủ của Mỹ, được không ạ? À? Và nó khiến cho hai tác phẩm này, A Phủ và Vợ Nhạc, giống như một điểm rất quan trọng là điều gì ạ? À? Giá trị nhân đạo độc đáo mới mẻ ở chỗ luôn mở cái tác phẩm nhân vật cái chiều hướng tốt đẹp hơn ở tương lai, được không ạ? À? Rồi tôi hỏi khác nhé các bạn nhé, để có câu hỏi khác nha. Rồi bây giờ để coi thầy cô tổng hợp. À, thầy cô đã gom cho thầy những thứ nhất là gom ở đây là nhóm những câu hỏi về nhân vật Tràng, rồi những câu hỏi về nhân vật Người Vợ Nhạc, rồi những nhân vật về những câu hỏi về bà Cụ Tứ. Rồi, ok. Đã vô nha. Này, bây giờ để có những câu hỏi về nhân vật Tràng. Điểm đặc sắc nhất của nhân vật Tràng là ở chỗ nào? Chà, cái này hơi khó, cái này hơi khó. Điểm đặc sắc nhất của nhân vật Tràng á, thì tính cách thì thầy nói rồi, đúng không ạ? Bây giờ thì thầy nói một cái điểm, một vài điểm để các bạn chú ý về nhân vật này. Thứ nhất là, theo ý thầy á, thì nhân vật này có một cái điểm rất là độc đáo mà không biết Kim Lân có cố tình miêu tả hay không, người ta không rõ. Nhưng mà nó hay là anh nhân vật Tràng này là nhân vật có nhiều lần cười và cười rất nhiều kiểu trong tác phẩm. Ví dụ như là Kim Lân đã miêu tả, nếu mà thầy nhớ không lầm thì Kim Lân phải miêu tả như vậy là gần 10 lần anh Tràng cười trong tác phẩm, và cứ mỗi lần như vậy là gần như con kiểu khác nhau. Thế thì có người nói là vì anh Tràng này hình như hơi dở người, mà nói theo kiểu của bây giờ là nó gọi là hâm hâm á, hay là cười nhiều. Không, nói vậy không đúng, nói vậy là sai, thậm chí là dung tục hóa văn chương các bạn ha. Cái nụ cười của Tràng á, nó có giá trị gì? Thế thì cái nụ cười của Tràng nó xuất hiện thường trực,
Và cười nhiều kiểu như vậy, nó thể hiện cho ta cái lòng lạc quan chưa bao giờ tắt của người lao động Việt Nam. Trong cái hoàn cảnh kiệt cùng nhất của số phận, lúc cái đói và cái chết nó gần kề như thế, thì anh Trang cười. Cái độ cười đó là thú vị. Đem người vợ nhạc về nhà, nói chuyện với cô, thưa chuyện với mẹ. Tất cả những điều đó đã chứng minh một điều là sức sống chưa bao giờ tắt, khắc hạnh phúc chưa bao giờ ngủ lại trong lòng con người trước thử thách ghê gớm nhất của số phận. Và điều đó khiến cho Bậc Càng có cái điều gì ấn tượng hơn với chúng ta. Còn thầy cũng xin nói một yếu tố để các bạn suy nghĩ thêm. Thì có người đặt vấn đề cho thầy và thầy cũng hay. Đó là em phải tác phẩm vở nhạc này giống với tác phẩm Chí Phèo. Nhưng thật ra các bạn phải làm cái động tác là lật ngược vấn đề lại. Bởi vì thầy nghĩ là nhân vật Chí Phèo gần với lại nhân vật người vợ nhạc. Còn Tràng thì tương đương với Thị Nở hơn. Thứ nhất là không biết Tràng có xấu không. Nhưng cái cách mà Kim Lân miêu tả Tràng là hơi thô kịch, các bạn thấy không? Hơi thô kịch chút xíu. Cái đầu thì trọc. Rồi cái lúc mà cái trước khi lấy vợ thì cái con mắt cứ gà gà đắm bóng chiều đi rất là ấy, đi rất lặng lẽ. Nhưng mà khi tình yêu đến với lại anh ta, hạnh phúc bất ngờ đến với anh ta, ta thay đổi hoàn toàn. Như nói với các bạn là trên đường đi về Tràng đã có thay đổi. Cái cách mà Tràng nói chuyện với mẹ cũng rất là độc đáo. Đừng bao giờ quên cách thưa chuyện với mẹ. Và sáng hôm sau tâm trạng anh cũng có những biến chuyển. Nó khiến ta suy nghĩ rằng cái giá trị rất là to lớn của hạnh phúc định nó đến với anh. Nó khiến cho anh hoàn toàn gần như là thay đổi đi. Hạnh phúc đó làm người vợ nhạc cũng có thay đổi theo chiều hướng tích cực. Và anh Tràng cũng có những bước khiến tâm trạng ngạc nhiên bất ngờ hơn. Đúng không ạ? Rồi, đó là cái cách thầy nói về nhân vật Tràng. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ vấn đề thứ hai là có bạn hỏi về nhân vật người vợ nhạc. Nhân vật người vợ nhạc này thì có điểm gì đặc sắc? Các bạn nhớ rồi. Lúc này nói các bạn là nhân vật người vợ nhạc có mấy điểm độc đáo. Nhưng mà điểm độc đáo đầu tiên là thầy nói các bạn nhớ không? Đó là gì ạ? Đó là nhà văn Kim Lân đã sử dụng một cái gọi là thi pháp nhân vật không tên. Các bạn đã gặp cái trường hợp này ở đâu các bạn nhớ không? Ai nhớ được có những nhân vật nào nhân vật chính trong tác phẩm nhưng mà lại đặt không có tên để khiến người ta ấn tượng về điều đó? Ai nhớ nè? Để coi ai trả lời được nè. Wow, quá giỏi. Và trả lời là nhân vật anh thanh niên trong Lặng Lẽ Sao Ba. Đúng rồi. Quá hay luôn. Người lái đò trong Người Lái Đò Sông Đà. Đúng rồi. Thế thì khi cần nhấn mạnh vào độ tuổi và nhiệt huyết của nhân vật thì nhà văn Nguyễn Thành Long dùng anh thanh niên. Khi Nguyễn Tuân đang muốn tô đậm vào cái người chất nghệ sĩ trong nghề nghiệp lái đò thì ông dùng là người lái đò, ông lái đò sông Đà. Còn Kim Lân thì sao ạ? Kim Lân đang muốn nhấn mạnh một cái số phận tiêu biểu cho người phụ nữ Việt Nam trong cái thử thách nghiệt ngã nhất của nạn đói năm 45. Kim Lân dùng chữ thị. Đúng không? Như vậy thì cái chữ thị đó là tính chất đại diện của người đàn bà này là chuyện đương nhiên rồi ha. Nhưng với người đàn bà này các bạn đừng quên luôn, cô chính là cái người nắm một cái vai trò rất quan trọng trong tác phẩm. Bởi vì chính cô là người có thể hiện được cái nạn đói này nó tàn phá con người ta ghê gớm như thế nào. Nhưng cũng chính cô là người thể hiện được cái nạn đói này nó khiến người ta bộc lộ được những gì tích cực nhất và tốt nhất của mình trong đó. Như vậy thì đừng bao giờ quên nhân vật người vợ nhạc thì cái tên tác phẩm chính là vợ nhạc. Quan trọng ở chỗ đó, đúng không ạ? Một câu hỏi là vẻ đẹp khuất lấp của nhân vật này. Thật ra cái này nó cũng có một cái điểm cần chú ý. Khuất lấp nghĩa là sao? Khuất lấp là bị che đi. Thật sự ra ta phải bàn thế này là cái gì che? Chắc chắn sẽ là cái gì ạ? Tức là cái phần biến đổi của cô khi nạn đói nó đến. Nó khiến cho cô trở nên chao chát, chỏng lõng, sổ sàng. Đúng không ạ? Nhìn như vậy ta thấy trời, sao người phụ nữ Việt Nam hiện lên ghê quá, cái tác phẩm này sợ quá đi. Đúng không ạ? Nhưng cái đó là cái đói, nó làm khuất lấp cái vẻ đẹp nhân cách của cô. Còn khi cô vào nhà Tràng, cô đón nhận cái tình cảm bao nhiêu ấm áp của Tràng cũng như bà cụ Tứ, thì cô hoàn toàn thay đổi. Từ đó, gia đình ấy đã trả cô về một người phụ nữ tinh tế, một người phụ nữ cũng rất nhẹ nhàng và đầy yêu thương.
đặc biệt một người phụ nữ đầy vị tha. Và xin cũng đừng quên, chính cô là người khơi nguồn cho thay đổi đó các bạn ha. Và chính những điểm đó khiến nhân vật này ấn tượng hơn với chúng ta. Được không ạ? À? Rồi. Những điểm cần chú ý về nhân vật bà cụ Tứ. Như hay nói các bạn cần chú ý điều gì về nhân vật này? Có hai điểm cần chú ý. Điểm thứ nhất là cái tâm trạng của bà trong hai thời điểm. Một là khi đón dâu và hai là sáng hôm sau. Đồng thời, nếu thầy được phép lưu ý thêm, thầy lưu ý các bạn về những lần giấu nước mắt của bà cụ Tứ. Bà cụ Tứ có một đôi lần giấu nước mắt. Lần thứ nhất là khi bà đang trong cái tâm trạng ai oán xót xa lo lắng cho cái tương lai của dâu và con, thì anh chàng thắp đèn lên cho nó sáng căn nhà, thì bà quay ra ngoài đi để cho hai con không có tình khóc. Điều này chứng tỏ trong cái hạnh phúc của hai con, bà không muốn những giọt nước mắt khổ đau của mình nhỏ xuống đó. Điều này hay. Vấn đề thứ hai là chắc các bạn cũng không quên lúc người vợ nhà hỏi chuyện tiếng trống này từ đâu đến, thì bà trả lời. Bà trả lời xong, đột nhiên bà quay ra ngoài gạt nước mắt để không muốn con dâu thấy mình khóc. Chi tiết này cũng rất là hay. Bà nói trong suốt thuế, bà nói thêm, đằng nó bắt phá lúa, đằng nó bắt trồng đây là tăng thuế như vậy, thì cơ sự này không biết là có sống nổi không. Nhưng khi bà biết bà nói như vậy á, thì con dâu sẽ rất là căng thẳng. Vì lý do, vừa rồi tức thì bà đã mời con dâu ăn chè khoáng thực chất là cám. Nếu bà đưa thông tin tiếp theo về một cái yếu tố tiêu cực của đời sống trong tương lai, sẽ khiến con dâu mệt mỏi hơn. Chính vì thế, nước mắt của bà đã giấu đi. Điều đó chứng tỏ bà là người rất vị tha và cái lớn nhất là đầy tình bao dung và yêu thương các bạn ha. Đó chính là cái điểm đặc sắc nhất của nhân vật Bảo Tứ theo ý thầy như vậy. Đúng không ạ? Rồi, ta sang phần khác các bạn nhé. Ở đây các thầy cô tổng hợp lại có những câu hỏi liên quan đến tình huống truyện. Câu hỏi này cũng là một câu hỏi cần phải lưu tâm. Và sẵn tiện đây thầy gợi mở các bạn một cái hướng đi các bạn suy nghĩ thêm ha. Trước giờ thì người ta vẫn cho rằng là tác phẩm tên là Vợ Nhạc. Tình huống lật ngược lại đơn giản nhất là tình huống nhạc vợ. Đúng không ạ? Thế thì tình huống nhạc vợ này thì hai cái từ khóa các bạn cần nhớ nhất là nó bất ngờ và nó éo le. Bất ngờ ở chỗ là nó khiến cho nhiều đối tượng bất ngờ. Thứ nhất là dân sớm ngụ cư bất ngờ. Thứ hai là bà cụ Tứ bất ngờ khi con trai mình dắt người vợ nhặt về. Và chính anh trai cũng bất ngờ. Cái điều này thể hiện ở chỗ là khi anh ta đưa người vợ nhặt vô ngồi trong nhà rồi đó, anh ta ngạc nhiên, ủa, có vợ rồi hả? Đang bất ngờ. Thì chính những cái này nó khiến tác phẩm nó thú vị, nhưng nó cũng éo le. Nó éo le là thông thường người ta tranh cãi với nhau hai vấn đề là ổn định xong rồi lập gia đình, hay lập gia đình xong để ổn định. Nhưng tranh cãi thế nào thì người ta cũng có một cái lời khuyên là không nên lập gia đình khi cái hoàn cảnh mình rất còn quá nhiều những điều vất vả và khó khăn. Thậm chí bên ngoài nó cũng có những cái hoàn cảnh rất là hiện cả như vậy. Thì anh chàng đã cưới vợ trong một hoàn cảnh như thế này. Bản thân anh nghề nghiệp không ổn định. Bên ngoài xã hội lúc bấy giờ đang trong cái nặng đói cực kỳ thê thảm. Nghĩa là anh chàng đã lấy vợ không đúng thời điểm. Điều đó là éo le. Lấy vợ trong khi bản thân mình đang còn thiếu thốn quá nhiều. Cái bất ngờ và éo le đó nó khiến tình huống này trở nên đặc sắc hơn, độc đáo hơn. Từ đó nó thể hiện được cái nhìn hiện thực của Kim Lân về hoàn cảnh cũng như cái nhìn nhân đạo của ông về sinh hoạt con người. Đó là cái trước giờ các bạn vẫn nghe và nhiều người nói về điều đó. Nhưng với thầy thì thôi, nên là livestream này là đất của thầy, cho nên thầy nói ý kiến của thầy, các bạn nghe thử. Các bạn chưa thấy hợp lý thì mình trở lại thông qua cái comment bên dưới, được không nào? Theo ý thầy thì thật ra tình huống tác phẩm này nhạc vợ cũng không sai, nhưng nếu hợp lý hơn thầy chọn cái tên của nó là tình huống tổ chức một đám cưới trong không khí của một đám tang.
Câu này nghe hơi bị kỳ, nhưng khi đặt cái tên hơi gây sốc như thế, thì thầy muốn các bạn có một cái đường liên hệ rất gần. Trong một tác phẩm, các bạn nhớ tác phẩm nó, tình huống của nó là tổ chức một đám tang mà tưng bừng như đám cưới. Các bạn nhớ tác phẩm nào không? Xin lỗi, một cái đoạn trích. Đó chính là đoạn trích hạnh phúc của một tang gia, đúng không ạ? Thế thì thôi, để tạo ấn tượng cho một cái bài thì thầy nói với các bạn là anh chàng đã tổ chức một cái đám cưới trong không khí của một cái đám tang. Nói đám tang là không phải như thế, nhưng thật ra là một đám cưới này trong một cái không khí ảm đạm, tang tóc, chết chóc, nó bao trùm với nạn đói năm 45. Điểm đầu tiên, để một đám cưới nó tổ chức được, thì cặp đôi đó phải có một cái thời gian làm quen với nhau, tìm hiểu nhau mới đến hôn nhân, đúng không ạ? Thì Kim Lân đã cho ta đúng như thế. Họ tìm hiểu nhau nhanh, gọn và ấn tượng vô cùng. Đó là họ biết nhau thông qua một cái lời đùa. Muốn ăn cơm trắng mấy giờ để mà đẩy xe mò với anh. Họ biết nhau và tìm hiểu nhau như thế thôi, đúng không ạ? Nhưng cái bất ngờ nhất là lời dạm ngõ không phải người đàn ông nói nha, mà lời dạm ngõ người đàn bà nói. Thú vị hơn, lời dạm ngõ này là tiếng chửi. Anh chàng lần thứ hai đã xe lên tỉnh gặp một người phụ nữ, bay ra nói điêu. Người thế mà điêu, đó, đó chính là lời dạm ngõ người đàn bà đấy. Anh chàng ngạc nhiên, anh chàng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng giây phút ngạc nhiên đó, anh chàng vẫn rất là nhân hậu, cực kỳ cởi mở, mời cô này ăn một bữa đúng với ý của cô. Và ăn xong, điều bất ngờ nhất đó là gì các bạn nhớ không? Coi như lễ cưới đã hoàn thành được rất nhiều khâu. Vì lễ vật có chưa? Có. Lễ vật chính là bộ bánh đúc. Cô dâu không cần có dâu phụ để nhận lễ vật. Cô dâu tự nhận luôn lễ vật. Và nhận xong, cô dâu chính thức về nhà trà. Xong. Tiếp tục, các bạn thấy cô dâu ngày vu quy như thế nào ạ? Thông thường người con gái là người phụ nữ đẹp nhất khi cô ta lên xe hoa về nhà chồng. Ở đây, người vợ nhà có xe hoa lên về nhà chồng không ạ? Không. Có sơ rê hay áo dài gì không? Cũng không. Có được trang điểm này kia không ạ? Không. Nhưng thật ra các bạn thấy hình ảnh đó vô cùng ấn tượng với ta. Người vợ nhà, cô được cái đói và cái chết trang điểm cho cô. Gương mặt lưỡi cày xám xịt, con mắt sâu vào, đó chính là dấu ấn ghê gớm nhất. Cái đói nó tác động đến cái hình ảnh của cô. Thứ hai, không áo dài, không sơ rê, cô xuất hiện với bộ quần áo rất thường bình thường. Bó hoa cưới không có, mà cô cầm cái thúng con khư khư ôm trước bụng. Như thế, một hình ảnh cô dâu ngày vu quy thảm hại đến tận cùng và đáng thương đúng đến tận cùng. Đúng không ạ? Tiếp tục, con đường rước dâu có không? Có luôn. Con đường rước dâu này không có kim tuyến, không cổng chào, mà con đường rước dâu này càng đi càng nhỏ, càng đi càng tối. Ở đó, bóng người đói giật giờ qua lại xanh xám như bóng ma. Thứ hai, đừng quên cảnh đón dâu. Người mẹ chồng đón cô dâu mới trong một trạng thái tinh thần vui vẻ, nhẹ nhàng không? Có, nhưng cái tâm trạng chủ đạo của bà vẫn là đau đớn, ai oán và xót xa. Bà biết chứ. Dĩ nhiên bà biết là anh chàng con trai của bà có điều kiện như thế nào. Con trai bà đẹp trai ra sao? Đúng ạ. Nhà bà có điều kiện như thế nào? Nhưng người đàn bà này vẫn theo về làm vợ con trai bà. Điều đó khiến cho bà có những cái suy nghĩ căng thẳng lo lắng. Nhưng bà vẫn đón con dâu rất ấn tượng. Nhưng xin hãy chú ý, trong cảnh đón dâu đó, ta thấy ít có nụ cười mà lại có nước mắt rơi. Đặc biệt hơn, trong đám cưới này, cái cảnh hạnh phúc nhất đó là cảnh động phòng hoa chúc. Thì các bạn đừng quên, trong cái đoạn được tác giả, được sách giáo khoa lược đi, tác giả có miêu tả với ta điều này. Trong cái đêm tân hôn, lẫn trong cái tiếng cười của người chồng, có tiếng khóc nhà hàng xóm lọt vào. Mà tiếng khóc nhà hàng xóm
là nhà hàng xóm có người chết vì đó. Sáng hôm sau, bữa cơm sáng, sau ngày cưới, bữa cơm họ ăn cái gì các bạn? Bữa cơm đó có 3 món, đầy đủ, món chính, món phụ, món tráng miệng, đúng không? Món chính là gì ạ? Cháo loãng. Món phụ là rau chuối thái rối và ít muối. Đặc biệt, cái bữa ăn á, nó đang rất là vui vẻ, nhẹ nhàng. Món tráng miệng đưa lên, ba cụ tứ, chu đáo, nhưng thành ra bi thảm hơn. Mặc dù bà rất là đon đả chào mời, nhưng ta vẫn biết được họ tráng miệng thực chất đã tráng miệng bằng gì các bạn? Cám. Ngày hôm qua, người vợ nhặt, ăn bánh đúc, để bị đồ vật hóa. Ngày hôm nay, ba người này ăn cám để bị xúc vật hóa đến kỳ cùng. Ấy vậy mà tình huống đó vẫn kết thúc một lối mở ở tương lai. Đám cưới ấy có đầy đủ các bước, bước nào cũng thiếu, nhưng nó đầy hơn bằng chính cái tình người và khát vọng của họ. Đó mới là điều chúng ta đáng quan tâm. Được ha, ta qua thêm câu hỏi khác các bạn nhé. Rồi, để thầy xem cái câu hỏi tiếp theo, cái thầy cô tổng hợp ở đây. À, thầy còn nợ các bạn mấy vấn đề sau đây. Lá cờ đỏ và cách dựng đối thoại. Rồi, tao vô cái phần này các bạn ha. Thầy nói về cái đối thoại trước, rồi sau đó mình nói về lá cờ đỏ sau. Lá cờ đỏ thầy cũng nói rồi á, lúc nãy á. Thế thì bây giờ đối thoại, cách dựng đối thoại của Kim Lân sinh động thì chuyện đó chuyện đương nhiên. Nhưng mà cái sinh động ở đây là chúng ta cảm nhận được điều gì thông qua những cái đối thoại đó các bạn ha. Thế thì thầy nói từng cái một nha. Thứ nhất thầy nói các bạn về anh Tràng. anh Tràng cũng nói tương đối nhiều. Trong đó thì thầy đi sâu vô một lời nói của Tràng mà khiến thầy ấn tượng nhất với thầy. Đó chính là cái lời mà Tràng thưa chuyện với mẹ. Các bạn có nhớ cái lúc mà trước khi bà cụ Tứ về, anh Tràng đã đi ra đi vô rất là nóng ruột. Tại vì anh cũng sợ là anh đem người vợ nhặt về là ý định của anh. Nhưng bây giờ có chấp nhận được cô này hay không thì lại là mẹ anh. Anh cũng sợ anh đi ra vào nên mẹ và anh reo lên như đứa trẻ. À, U đã về đó rồi. Được không? Thế thì bà cụ Tứ cũng ngạc nhiên sao hôm nay con mình lại như thế. Ngạc nhiên hơn là sao có người đàn bà trong nhà mình như vậy. Thế thì anh Trà rất hay. Anh Trà mới mời U lên ngồi trên cho chính chuyện đã là thưa chuyện. Cái hành động này rất là đặc biệt. Các bạn nhớ lớp 10 ta có học cái bài là đoạn trích trao duyên, bạn nhớ không? Trước khi trao duyên cho Thúy Vân, Thúy Kiều có câu các bạn nhớ không ạ? Ai nhớ ạ? Ai nhớ comment dưới này cho thầy xem coi ai nhớ câu gì ạ? Đúng rồi, đó là ngồi lên cho chị, lại rồi sẽ thưa. Ở đây thì không có lại, nhưng anh mời bà cụ Tứ ngồi lên. Điều này cho thấy rằng bà cụ Tứ sẽ phải chuẩn bị tâm thế để đón nhận một lời thưa rất quan trọng. Và đúng thật, anh thưa chị với mẹ thế nào? Nhà tôi mới về làm bạn với tôi, đây U ạ. Chúng tôi phải duyên, phải kiếp với nhau, chẳng qua là cái số cả. Các bạn chỉ cần lưu ý cho thầy 5 từ đủ. Từ thứ nhất, nhà tôi. Thứ hai, làm bạn. 3, duyên. 4, kiếp. 5, số. Một người như anh Tràng hoàn toàn có thể nói, U, tôi mới đem cô này về. Được, bình thường nhẹ nhàng. Đúng không ạ? Hoặc nặng nề hơn, U, tôi mới nhặt cô này về đúng tinh thần vợ nhạc. Nhưng anh Tràng không nói như vậy. Nhà tôi mới về làm bạn với tôi đấy U ạ. Khi nói câu này, anh Tràng đã làm được điều gì? Anh Tràng đã khiến cho vợ mình không có nhục với mẹ mình. Là cô này theo anh thực chất chỉ bị miếng ăn. Không, cô này về với anh để làm bạn. Và anh gọi người đàn bà này là nhà tôi. Rất là hay. Đúng không ạ? Sau đó anh nói, thế anh gắn với cô bằng gì? Anh gắn với cô không phải là miếng ăn. Anh gắn với cô vì ba thứ. Duyên, kiếp, số. Anh Tràng rất là hay ở chỗ là ta bất ngờ. Cái nụ cười, cười đó ta khiến cho anh nghĩ anh có vấn đề gì nhưng mà không. Rất tinh tế và sâu sắc.
anh gắn với cô là duyên, là kiếp, là số. Vậy cô không phải là một cái kiếp đàn bà quá khốn khổ để theo anh về nhà, mà cô chính là một món quà số phận đặt để cho anh. Đúng không ạ? Và anh gắn bó với người đàn bà này bằng duyên, kiếp và số. Cách nói đó nó thể hiện được hai điều. Nó giúp cho người vợ của mình không mất mặt với mẹ mình. Đồng thời, nó thấy được cái tình cảm nhân hậu sâu sắc của anh hướng về cô. Nên, các bạn chú ý, đừng bao giờ thắc mắc. Thầy muốn nhắc các bạn về một cái lời thoại đặc biệt của người vợ nhà nói với chàng sáng hôm sau. Khi cô nói về chuyện Bắc Giang, Thái Nguyên, người ta đã phá kho thóc chia cho người nghèo, không đóng thuế nữa. Anh chàng mới hỏi là Việt Minh phải không? Thì cô nói trả lời các bạn sao nhớ không ạ? Mấy chữ thôi. Ai nhớ không ạ? Các bạn xem thầy coi. Ai nhớ không? Các bạn nhớ comment giùm thầy. Cái cách đó của các bạn nhớ dẫn chứng á, gọn lắm, rất là nhẹ. Ai nhớ ạ? Để xem coi. Có ai nhớ không nè? Chưa hay nói thôi, để nói luôn. Đó là câu ừ, sao nhà biết. Hôm qua cô nói chuyện với chàng trống không à. Cho nên Kim Lân mới dùng cái từ là chao chát chổng lõng. Nhưng hôm nay cô nói với chàng ừ, sao nhà biết. Như vậy thâm tâm của cô với chàng cũng đã khác. Hôm qua có lẽ với cô, anh chỉ là cái phao cứu sinh không hơn không kém. Hôm nay với cô, anh là người chồng thật sự. Từ đó, thầy dẫn các bạn đến một cái lời thoại của bà cụ Tứ, thầy rất thú vị. Đó là lời thoại bà cụ Tứ nói về đàn gà. Bạn nhớ không? Bà cụ Tứ nói, chàng, ngay chỗ góc vườn á, chống chỗ, làm cái chuồng đi, xong thả hai gà vô. Không chẳng mấy chốc mà có đàn gà. Trời, đang nặng đói như vậy, có gà là giết ăn thịt liền chứ, thả vô làm cái gì, đúng không? Nhưng hãy chú ý, cái cách bà mẹ nghèo đó nó rất hay, thú vị ở chỗ thả hai gà vô, chẳng mấy chốc mà có đàn gà. Ta đặt suy nghĩ, hình như hai con gà đó là bà đang muốn có một cái yếu tố gì đã gợi nhắc đến. À, trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất của số phận, không ai cấm người mẹ già tội nghiệp đó mong ước con mình có được hạnh phúc con đàn cháu đóng. Đúng mà, nhưng câu chuyện đàn gà đó còn khiến ta liên tưởng đến, à không xin lỗi, thầy liên tưởng đến một cái bài ca dao miền Trung rất thú vị. Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn, tháng khốn, tháng nạn. Đi vay đi giảm được một quan tiền, ra chợ kẻ giêng mua con gà mái, hắn đẻ ra 10 trứng. Một trứng ung, hai trứng ung, ba trứng ung, bốn trứng ung, năm trứng ung, sáu trứng ung, bảy trứng ung. Còn ba trứng nở ra ba con diều tha, con quả bắc, con cắt sơi. Bà ca dao này khiến ta ngỡ ngàng. Vay tiền mua con gà, đẻ ra 10 trứng. Bảy trứng ung chỉ nở được ba con. Ba con đó lại bị diều tha, quả bắc, cắt sơi. Nhưng hãy nghe dân gian trên bài học rất giá trị với ta. Chớ than phận khó ai ơi, còn da, lông mọc, còn chồi lên cây. Vậy, biết đâu bà cụ Tứ, trong tình của thầy thôi nha, biết đâu bà cụ Tứ muốn nói với hai con về hai vấn đề. Thứ nhất, đó là ước mơ con nàn cháu đóng của bà. Điều thứ hai, hai con hãy lạc quan lên, vì chưa bao giờ hoàn cảnh là đối trọng ghê gớm với con người cả. Và chúng ta sẽ thắng hoàn cảnh nghiệt ngã đó bằng tất cả khát vọng và tất cả cái mạnh mẽ của mình và lòng nhân hậu của mình. Đó chính là một bài học rất là nhẹ nhàng mà bà mẹ già đó đã truyền cho hai con. Đúng không ạ? Và thầy nghĩ là những cái lời thoại đó nó chứng tỏ rằng Kim Lân cũng một tinh tế và sâu sắc. Và ba con người này họ đến với nhau. Nếu bà cụ Tứ, anh chàng, người vợ nhà rời nhau ra thì họ chỉ là những cái đốm lửa nhỏ nhoi. Nhưng ba đốm lửa này họ kết tụ lại, họ thổi bùng lên một khát vọng sống và làm nên mấy ấm gia đình. Và chính cái ngọn lửa ấy nó giữ họ tồn tại bên nhau, và chắc chắn họ sẽ có cái động lực mạnh mẽ nhất để vượt qua nạn đói đó. Nên đừng bao giờ quên một điều thế này. Nhiều người nhìn nạn đói như một thảm họa,
Nhưng Kim Lân nhìn nạn đói như một đòn bẩy để bật tình người và khát vọng sống lên. Trong ván bài với số phận, con người đó đặt cược hết tất cả những gì mình có, khát vọng, hạnh phúc nhân hậu, và cuối cùng họ đã chiến thắng số phận. Và chính những lời thoại vừa qua đã góp phần thì điều đó, đúng không ạ? Rồi, tôi có phần khác các bạn nhé. Thầy còn nợ các bạn đúng một câu. Rồi trả lời xong câu này thì chắc là chúng ta cũng tạm biệt nhau trong cái phần livestream này. Hai câu hỏi này cũng là một câu để chúng ta khép lại cái bài này cũng phù hợp. Đó là về cái chi tiết lá cờ đỏ. Cái chi tiết lá cờ đỏ này thì được nhiều người nói rồi, đúng không? Và thầy cũng nhắc lại một số ý để các bạn nhớ. Thì cái chi tiết lá cờ đỏ này các bạn phải chú ý là nó xuất hiện trong cái trí óc của trẻ ở hai lần. Lần thứ nhất là anh chàng nhớ lại sau khi nghe người vợ của mình nói về cái việc phát kho thóc và không đóng thuế, anh chàng mới sực nhớ lại cái cảnh trên đê sọt. Anh chàng thấy đám người đi ở phía trước cầm lá cờ đỏ, anh sợ quá, anh đi tắt cái lối khác đi. Nghĩ lại, anh thấy ân hận, tiếc rẻ, vẩn vơ, khó hiểu. Như vậy thì lá cờ đỏ xuất hiện đầu tiên nó có tác dụng gì ạ? À? Lá cờ đỏ đó nó khơi gợi cho chàng cái cảm xúc, hay nó khác đi là nó chuẩn bị cho anh một cái tâm thế cho thay đổi ở phía sau. Được không ạ? À? Nếu có điều kiện thì các bạn so sánh thêm lá cờ đỏ trong trí óc của chàng, theo ý thầy, nó giống với giọt nước mắt của A Phủ với Mỹ. Khi nước mắt của A Phủ rơi xuống, nó nối lại cái giọt nước mắt năm nào rơi xuống của Mỹ, và nó khiến cho cô thay đổi. Thì cái lá cờ đỏ đó xuất hiện với chàng, nó cũng tác động đến như vậy. Được không ạ? Và sau đó thì các bạn cũng biết là tiếng trống nó vang lên ghê gớm hơn, tiếng quạ gào thê thiết hơn, đến nỗi mà người vợ nhà và cụ tứ đã chạy ra ngoài, anh chàng vẫn còn đứng lại. Trong đầu óc chàng, lần này lá cờ đỏ xuất hiện lần thứ hai. Nhưng kỳ này lá cờ đỏ xuất hiện với một cái đối sánh bên cạnh, đó là đám người đói. Cả hai hình ảnh này đều là tương lai hết, rất gần. Nếu không có sự thay đổi, chuyển biến mạnh mẽ, thì anh, vợ anh và chính bản thân anh, mẹ anh sẽ nhập vào đám người đói đó và cái chết sẽ đến với họ. Nếu có sự chuyển biến thay đổi thì lá cờ đỏ sẽ dẫn lối, đưa đường cho họ đến với tương lai tươi sáng hơn. Thế thì ý nghĩa của nó sẽ là gì? Ý nghĩa của nó, lá cờ đỏ khơi nguồn cho cái sự thay đổi của nhân vật tràng về mặt nhận thức và từ đó đi đến hành động. Một khi nhận thức đúng đắn, chắc chắn sẽ dẫn đến hành động chính xác. Đúng không ạ? Điều thứ nhất. Điều thứ hai, đừng quên cái này. Các bạn có nhớ không? Đặc sắc nhất về giá trị nhân đạo trong hai truyện ngắn về A Phủ và Vợ Nhạc đó là gì? Đó là nhà văn luôn mở ra cho nhân vật một cái lối thoát, một hướng sáng ở tương lai. Vì vậy có thể nói lá cờ đỏ này chính là một cái yếu tố giúp cho nhà văn mở lối thoát cho nhân vật. Kết thúc này là kết thúc mở về phía tươi sáng. Được không ạ? Lá cờ đỏ cũng là một cái chi tiết nghệ thuật đầy sức gợi. Nó khiến cho ta trân trọng hơn cái khả năng sáng tạo tuyệt vời của Kim Lân. Được không ạ? Chú ý điều đó nhé. Rồi, như vậy thì thầy nhắc lại một cái câu các bạn lưu ý. Đã, tác phẩm Vợ Nhạc này, chờ xíu, vẫn là câu hỏi cũ như trước. Là theo thầy đánh giá thì bài này khả năng ra thi cao không? Rất cao. Chắc chắn là phải cao rồi. Là vì thứ nhất, tác phẩm này rất hay, trong trình ngữ văn lớp 12. Và một cái đặc điểm nữa là nãy giờ nó các bạn thấy là tác phẩm này có rất nhiều vấn đề các bạn khai thác, đúng không ạ? Thế thì các bạn chú ý dùm thầy vấn đề này, là dẫu là chi tiết hay là lời thoại, là nhân vật hay tình huống, tất cả mọi thứ đó nó đều làm bật lên cho ta một cái khả năng sáng tạo độc đáo của Kim Lân, đúng không ạ? Và mong rằng những gì mà thầy nói với các bạn nãy giờ, các bạn tranh luận, phản biện, mình trao đổi với nhau để kính hiểu sâu hơn về tác phẩm này, đúng không ạ? Để cho các bạn có một cái kiến thức nó vững vàng hơn, nó tốt hơn, chuẩn bị cho cái kỳ thi sắp tới, đúng không ạ?
Đó, mong rằng các bạn sẽ có những cái phản hồi tích cực và cái tác phẩm này giống như cái tác phẩm trước các bạn nhé. Rồi, thôi, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong cái phần sau các bạn nhé.